Thầy xin chào mọi người, chúc mọi người có buổi sáng thật là vui mọi người nha. Thầy chào mọi người, thầy đang nhặt rau. Thầy đang nhặt rau, thầy làm cơm cho mẹ thầy đây. Mẹ thầy hôm nay thích ăn rau muống mọi người nha. Cụ vẫn cứ ăn rau muống bình thường. Có một cái bà Phật tử hôm trước cái về cứ nói là cái bà Phật tử đó không bao giờ ăn rau muống. Cứ nói là con ăn rau muống thì nó nhiều những cái mộng mắc lắm. Rồi con ăn rau muống thì nó đau cái chân của con lắm, con không dám ăn. Nhưng mà sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người biết cái là ngày xưa ấy thì sư đi học đông y là sư đã từng biết rồi. Cái rau muống cái thời ngày xưa ấy là rau muống người ta trồng ở bùn đúng không mọi người? Người ta trồng ở bùn chứ nó không như bây giờ. Thì cái rau muống cái thời ngày xưa thì nó rất là độc độc hại đúng không mọi người? Nó không phải là nó độc hại mà nó không tốt cho những người khi mà đã đau xương, những người có tuổi mà đau xương, đau chân, đau gối thì cái rau muống mà thả sông ngày xưa thì nó mọc từ bùn lên đúng không mọi người? Nhưng mà cái rau muống cái thời bây giờ thì tất cả mọi người biết được ấy, thì rau muống bây giờ người ta trồng ở vườn. Trồng ở vườn cũng như là có những người thì người ta gieo hạt đúng không mọi người? Có những người người ta gieo hạt rồi là cái cây rau muống nó lên ấy thì người ta xén từ gốc người ta bán cho mọi người. Đấy. Do đó là nó không độc hại như cái thời ngày xưa là rau muống trồng từ bùn lên mọi người nhá. Nhưng mà nếu như mà cái người nào mà người ta trồng rau ấy, tất cả các quý vị biết được là người ta nói là rau sạch rồi rau không sạch. Nếu như mà cái người nào mà người ta trồng rau ấy mà người ta có tâm thì người ta chỉ tưới một chút đạm thôi đúng không mọi người? Người ta tưới một chút đạm thì mình ăn thì nó cũng tất nhiên là nó cũng có độc hại. Nhưng mà nó không độc hại bằng mà người ta phun những cái thuốc kích thích mọi người nhá. Khi mà những cái cây trái, sư ví dụ như cái quả mướp đắng ấy, nếu như mà cái mướp đắng ấy mà trồng được ấy thì ăn thì nó rất là tốt đấy. Nhưng mà cái mướp đắng ấy thì thế mọi người nói là người ta phun khoảng độ 2 3 ngày là cái quả nó nớn lên, nó nớn rất là to nhanh người ta bán thì những cái mướp đắng đó nó không thể tốt được đúng không mọi người? Hay là những cái rau mà khi mà mọi người đi mua ấy mà càng thấy những cái rau mà nó non mơn mởn thì lại càng sợ đúng không mọi người? Do đó là nếu những người nào ấy mà không sợ những cái bệnh tật gì ấy thì mua rau thì thấy những cái mớ rau mà nó sâu nhiều, nó già nhiều, nó xấu thì mình cứ mua thì có khi là cái rau đấy nó lại là rau thịt mọi người nhá. Nhưng mà nếu như cái mớ rau mà nó non mà nó xanh mơn mởn ấy thì mình về mình nấu ấy mà cái nước nó ra rất là xanh mọi người nhá. Cái nước nó ra rất là xanh hoặc là nó đen nước ấy là cái rau đấy là nguy hiểm mọi người nhá. Người ta phun kích thích đây là nó rất là xanh non, nhanh được bán. Người ta ở ngoài thì nhiều khi ấy, mọi người ơi, người ta chỉ vì những cái đồng tiền mọi người. Mà bởi vì sao mà người ta chỉ vì những cái đồng tiền thì nhiều khi thì cũng do cái người dân của mình không có ý thức đúng không mọi người? Do cái người dân của mình không có ý thức, nhiều khi ấy thì người ta nói là cái đồ này nó là đồ thiệt đây thì nó hơi đắt tiền một tí nhưng mà có thể là không ai tin đúng không mọi người? Không ai tin nhưng mà cái đồ nó không thiệt thì người ta nói là rẻ thì ai cũng thích mua, ai cũng thích mua mà cũng ca tụng trời ơi người ta bán rẻ quá đúng không? Người ta bán rẻ quá nhưng mà nhiều khi thì người ta cái người mà người ta nói thiệt là đồ này nó là đồ thiệt
đồ thì tôi phải bán nó mắc lên. Nó mắc lên thì mọi người có chấp nhận không? Thì nhiều người lại không chấp nhận, đúng không mọi người? Nhiều người lại không chấp nhận, chấp nhận nhiều người lại so đo, đúng không? So đo tính toán. Do đó là nhiều khi nó nói ra thì nó rất là khó, đúng không mọi người? À, sư đang tính là sư trồng rau mọi người ơi, sư trồng rau rồi sư ship rau. Sư ship rau rồi sư bán đắt gấp đôi của tất cả mọi người. Sư không phun thuốc kích thích mà sư chỉ tưới cho một tí đạm thôi. Nhưng mà sư làm rau sạch sư bán, sư ship rau nhá mọi người nhá. Mọi người có đắc cho sư mà sư bán đắc gấp đôi của mọi người cơ. Ai mua thì mua, không mua thì thôi. Mọi người nha. Sư tạm biệt tất cả mọi người nha. Sư chúc mọi người có một ngày thật là vui. Sư chia sẻ cho tất cả mọi người là thôi thì trong cái rủi thì nó có cái may, đúng không mọi người? Trong cái rủi nó có cái may. Nhiều khi nhiều người, trời ơi, thầy ơi, thầy xóa cái video thầy mặc áo chống nắng rồi thầy chăn gà đi. Thầy xóa cái video đó đi chứ con nhìn con thấy tội lắm. Tội lắm thầy ơi. Sư chia sẻ cho tất cả mọi người nhé. Có cái gì mà tội, có cái gì mà phải ngại, đúng không mọi người? Người ta nói là cuộc đời này thì người ta nói là xấu nhất là cái gì mọi người? Xấu nhất là người ta nói là thời ngày xưa người ta nói là thứ nhất là ăn cắp, thứ hai là đánh đĩ, đúng không mọi người? Đấy. Cái thời mà ngày xưa người ta nói đấy, hai cái đấy nó là một cái xấu. Còn những cái lao động, những cái mặc quần áo dù đẹp hay xấu, dù nó là một cái bộ quần áo lao động, có gì là xấu, đúng không mọi người? Nhiều người nói là thầy ơi, thầy xóa cái video đó đi, chúng con nhìn thì chúng con thấy tội lắm thầy ơi. Thì sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người là sư nói rồi, trong cái rủi thì nó có cái may. Đấy. Cái may ở đây là trong cái rủi ro là sư sơ suất, đúng không? Sư sơ suất thì không bao giờ nghĩ tới mà ma tăng nó lại độc ác như vậy. Đấy, mình không nghĩ tới những cái điều đó. Thì mình không nghĩ là ma tăng nó độc ác như vậy. Thì nó dùng mọi thủ đoạn mà nó cũng rình mò từ lâu, đúng không? Nó rình mò từ lâu để nó cướp chùa. Đấy, đúng không mọi người? Thì đấy là cái rủi của sư. Cái rủi của sư thì bây giờ cái may mắn của sư là sư về sư chăm mẹ sư. Sư chăm mẹ sư trong cái gọi là trong cái khi tuổi già, không biết là cái sống cái chết ập tới bất cứ một lúc nào, đúng không mọi người? Cái sống cái chết của con người thì nhà Phật nói là luật vô thường mà. Luật vô thường không biết ập tới lúc nào, có thể khỏe mạnh mà ướt tuổi thì cũng trúng gió, cũng ngã ra chết là bình thường, đúng không? Rồi nhiều người ấy thì muốn chết cũng chẳng chết được, muốn ra đi cũng chẳng ra đi được, thì nó lại rất là khổ, đúng không mọi người? Do đó là nhà Phật nói là cái thân mình nó là thân khổ mà. Cái thân mình nó là thân khổ thì thôi, thì trong cái rủi thì nó có cái may. Nó có cái may thì sư về sư chăm mẹ sư, chăm người mẹ của sư thì có những người thì cũng buồn. Rồi cũng có những người là trời ơi, công thầy bao nhiêu năm trời. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Có những người thì nói thầy ơi, chỉ có thầy làm được thôi, chứ không ai làm được đâu. Bây giờ nhiều khi ấy mà người ở ngoài đời mà đã có vợ có con rồi ấy, có vợ có con có gia đình rồi mà này, có ngành có nghề có công có việc, thì rất là khó thầy ơi, rất là khó. Tức là phải chia nhau ấy, chia nhau rồi cũng mâu thuẫn rồi như thế nọ như thế kia. Thì con thấy thầy như vậy thì thật là tuyệt vời, thầy tuyệt vời. Bởi vì là thân cô thế cô, đúng không mọi người? Thân cô
thầy gửi thân ở nơi cửa Phật. Bây giờ thì chỉ có một mình thôi, đúng không mọi người? Thì thầy rất là rảnh rang ở cái việc này. Thầy rất là rảnh rang ở cái việc này thì thầy có nghĩ là thầy có một cái duyên, có một cái phước rất lớn. Đối với người mẹ của thầy thì chúng con thấy là không cái gì bằng. Thì thôi, trong cái rủi có cái mai. Nếu như mà thầy không rủi ro ấy, thì thầy chăm chú về chùa thôi. Thầy chỉ có chăm chú về chùa. Thầy không bao giờ thầy nghĩ tới. Thầy khi thầy về nhà thì thầy lại đi ngay, thầy không nghĩ tới. Thì tất cả mọi người cũng là một cái lời động viên mà sư cảm nhận thấy là nó cũng đúng là như vậy. Trong cái rủi nó có cái mai. Thì để khi sau này thì sư nghĩ là mình đỡ những cái nỗi nầm với người mẹ của sư, mình đỡ đi cái nỗi nầm. Tất nhiên là nói từ trước tới giờ đi bao nhiêu năm trời thì cũng nỗi nầm cũng quá nhiều, đúng không mọi người? Cũng quá nhiều chứ không phải là không. Ngày xưa thì sư chia sẻ cho tất cả mọi người nè, gắn bó với ở cái chốn thiền môn nó lâu năm quá rồi. Khi mà mình về nhà quê ấy, thì mình không thể hợp được đấy. Mình về một cái là hỏi han một tí, chăm chút một tí, cái là bắt đầu là thấy nhiều những cái người, người ta đến người ta chơi rồi người ta nói trò nói chuyện nó không nghe kiểu nó không hợp như cái chốn thiền môn mọi người. Cái chốn thiền môn ấy thì cái những cái từ ngữ rồi cái cách nói chuyện ấy thì nó rất là khiêm nhượng, nó không có tục tằng gì bao giờ, nên là gần như là nó quen cái kiểu như thế. Thì về một cái là đi, sư chia sẻ cho mọi người, ngày xưa ấy sư về, sư ngồi với người mẹ của sư chỉ được 15 phút thôi. 15 phút, còn có thể là 10 phút là sư đi. Đấy, sư cứ quen ở chùa mà cứ có một cái người nào người ta điện, thầy ơi, con tới chùa, con muốn nhờ thầy có chút việc cái mà thầy không có nhà. Nhanh nhanh chóng chóng, vậy thì bây giờ Phật tử có chờ thầy thì thầy ở dưới Kiến Sương, cái là thầy về ngay bây giờ, có chờ được không? Nếu là người ta nói là người ta chờ được, cái là nhanh nhanh chóng chóng là về liền mọi người. Nhanh nhanh chóng chóng là về liền, do đó là ngày xưa ấy thì mình áp đặt. Áp đặt là tức là nâng cái tầm quan trọng ở chùa nên quá mọi người. Thì sư thấy thì sư cũng có nỗi rất là nhiều. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay thì trong cái rủi nó có cái mai. Cái mai là được về chăm mẹ của sư. Rồi một cái cơ duyên, một cái cơ duyên như là bề trên sắp đặt ấy, thì cho sư khổ một tí thì buộc sư phải bức xúc, đúng không mọi người? Buộc sư phải bức xúc, sư nói ra tất cả. Thì tất cả con người Việt Nam mới biết được cái thời mạt pháp này, đúng không mọi người? Thì con người Việt Nam mới hiểu được thời mạt pháp này, với nói chung là lúc nào cũng nghi nghi ngờ ngờ, sợ sợ sợt sợt, lo lắng rồi suy tấn, đúng không mọi người? Khi mà tất cả những người xem được video của sư đưa lên ấy thì không tin sư mời ấy, thì cũng phải tin 8 phần. Tin 8 phần. Còn bây giờ thì sư chia sẻ cho tất cả mọi người là sư nói là trong cái lúc này ấy thì sư nói thì nhiều người nói là bây giờ ấy thì mình cứ nói nhiều ấy thì người ta lại nói là các vị sư người ta lại nói cùn cối. Người ta cùn cối, người ta nói là bây giờ ấy không có chùa, chẳng qua nữa là thấy không có chùa thì như là bức xúc quá. Do đó là thầy nói nên bức xúc quá mà nói nên như vậy thôi. Nhưng mà sư thì chia sẻ cho mọi người, cho tất cả mọi người nhé. Chùa bây giờ mấy chùa mời rồi. Đấy, mấy chùa mời rồi. Bây giờ sư cũng đang đắn đo
đắn đo mọi người ơi. Bây giờ nếu như mà sư đi bây giờ thì nhiều người lại bảo vậy chứ, trời ơi, lên Facebook nói là có hiếu với mẹ, muốn ở nhà chăm mẹ nuôi mẹ, trời ơi, bây giờ lại đi chùa. Thì bây giờ mọi người tính cho sư là như thế nào mọi người ơi? Mọi người tính cho sư là như thế nào? Còn người mẹ của sư thì sư chia sẻ cho tất cả mọi người. Người mẹ của sư thì bởi vì tên Phật quá, tên là có nước cực lạc. Đấy, cứ khi mà sư nói thì không muốn cho nói đâu. Không muốn cho nói rồi là bảo là nói nhiều như vậy thì phải tội như nọ như kia. Trời ơi, sư chia sẻ cho mọi người, nếu mà nói nhiều mà phải tội thì sư nhiều, sư bị tội lắm mọi người ơi. Nhiều sư bị tội, sư nói nè. Nếu có địa ngục thật thì nhốt sư không hết mọi người nha. Nếu có địa ngục thật thì nhốt sư không hết đâu mọi người ơi. Thì thôi thì trong cái rủi nó có cái mai mọi người nha. Thì sư lúc này thì sư được chăm sóc người mẹ của sư. Sư được gần gũi những người thân, cháu chắc đông vui lắm mọi người ơi. Thì sư thấy nó là một cái hạnh phúc rồi. Sư thấy nó là một cái hạnh phúc của sư rồi. Còn nói tới người mẹ của sư ấy. Người mẹ của sư thì sư chia sẻ cho mọi người nè. Cái ta của cụ cũng lớn lắm. Cái ta của cụ cũng lớn. Thôi cứ đi chùa. Đi chùa đi rồi đi một năm rồi về. Một năm rồi về để người ta nói nè. Ông cũng có chùa, có người mời, có người đón. Nhưng mà ông không ở nữa. Đi một năm rồi về. Sư mới nói là cụ ơi, nếu vậy thì cái ta của cụ lại to hơn cái ta của Ma Tăng. Cái ta của cụ to lắm. Bây giờ nếu như mà con đi đến cái chùa nào, bây giờ người ta yêu, người ta mến con. Người ta yêu, người ta mến con. Mà bây giờ bảo tự nhiên con đi một năm hay là gần một năm con lại bỏ con về với cụ thì rất là khó cho con. Thì cái này thì sư còn đang suy nghĩ mọi người nha. Sư mới nói là người mẹ của sư, cái ta cũng rất là lớn đúng không? Cái ta rất là lớn mọi người nha. Sư tạm biệt mọi người. Sư muốn nói với mọi người là có ai này đi nói mẹ mình vậy bao giờ? Có ai đi nói xấu mẹ mình đúng không? Nhưng mà sư mới nói là lời Phật dạy là yêu người thì biết cái lỗi của người, mà ghét người ấy thì phải biết được tất cả những cái việc phải của người làm mọi người nhé. Do đó là sư cứ sự thật, sư nói có như thế nào sư nói thế vậy. Sư tạm biệt mọi người nhé. Sư chúc tất cả mọi người có một cái buổi trưa thật là vui, ấm áp bên gia đình của mình. Sư đã nhặt rau xong rồi mọi người nhé. Tạm biệt mọi người.